Em Điền xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Thì hôm nay em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì cái lô đất em Điền chuẩn bị giới thiệu đây thì chắc chắn cô chú chị nào mà hay xem clip của anh Phạm Hữu Dư thì sẽ biết cái lô này rồi ha. Nhưng mà lô này thì đang được giảm giá xuống. Trước anh Phạm Hữu Dư thì cũng có gửi anh Phạm Hữu Dư là 13 tỷ. Nhưng mà bây giờ gia chủ mình kẹt tiền nên là giảm xuống 2 tỷ rưỡi nữa, còn 10 tỷ 500. Đó, thì đôi lúc em Điền sẽ review cái bất động sản này sẽ không chi tiết bằng anh Phạm Hữu Dư. Nếu mà cô chú chị nào mà xem bên em không hay lắm thì em sẽ có cái link đường dẫn video đó của anh Phạm Hữu Dư để cho cô chú chị mình cùng xem rõ hơn cái bất động sản này. Đây anh chị, trước khi vào lô đất thì em Điền sẽ giới thiệu cơ bản sơ lại cái bất động sản cho cô chú chị mình cùng xem nha. Đây trước mặt cô chú chị mình là mặt tiền đường nhựa nha. Đất mình thì tiếp giáp mặt tiền đường nhựa này là 10 mét mặt tiền đường nhựa này. Đó. Và có cái lối đi vào. Thì bất động sản mình mặt tiền thì được hai mặt tiền đường anh chị. Một mặt tiền này, một mặt tiền này ha. Và mặt tiền phía sau. Thì mặt tiền này được 10 mét mặt tiền đường nhựa và mặt tiền phía sau là được 15 mét mặt tiền đường đá ha. Xíu em Điền sẽ đi lui cái mặt tiền phía sau đó cho cô chú anh chị mình cùng xem. Đó. Thì bất động sản mình thì đó 4.000 có 4.400 mét vuông anh chị, có sẵn là 400 thổ cư hả? Thì 400 thổ cư đó thì nằm ở đây 100 thổ cư này và trong kia là 300 thổ cư. Hiện tại đất mình thì có sẵn là 3 sổ cho tổng diện tích 4.400 mét vuông này. Đó, khu dân cư xung quanh thì đó hiện hữu rồi anh chị, dân cư tương đối đông. Điện nước thì đầy đủ rồi anh chị. Đây. Rồi. Mặt tiền hướng đất mình thì có hướng là Tây Bắc anh chị ạ, hướng Tây Bắc. Rồi bây giờ em Điền sẽ tiến vào bên trong cho cô chú chị mình cùng xem. Đây, từ đường nhựa mà đi vô đây, vô tiếp giáp với lại cái chỗ tường này á là 33 mét anh chị. 33 mét bắt đầu là bước nông sản mình bẻ ra bên kia ha. Bẻ vuông ra bên kia, bên này cũng vậy, bẻ vuông ra. Đây anh chị. Nói chung là trước thì chủ mình cũng có cái ý tưởng là làm khách sạn nghỉ dưỡng ở đây. Đó, hoặc là homestay đó anh chị. Nhưng mà đợt này thì anh chị cũng đã biết rồi, ai cũng vậy thôi. Thì kinh tế khó khăn rồi, không có cái dòng vốn để làm nữa nên là mới bán cái này anh chị ạ. Đó, thì gia chủ mình đã bố trí lại những cái, đã bố trí sẵn những cái cây cảnh ha, cây chung không phải là cây cảnh gì nhưng mà cây dừa rồi đó, nói chung là bố trí cảnh quan cây xanh đó. Đó, từ trước mình giáp luôn đây nè, nó nở ra bên này, được chiều dài của mình được 50 mấy mét ở đây ha, 50 mấy mét. Và cái 15 mét bên kia thì 15, sâu vô tới là gần 70 mét anh chị, và vô tới cái đất này ha. Trên đất thì là đất trống thôi và có mấy cây dừa, cây vú sữa. Ở đây thì có 5 cây vú sữa. 5 cây vú sữa này thì vú sữa có tuổi thọ rất là cao anh chị. Gia chủ mình đã mua về để mà bố trí đây, bố trí cây xanh ở đây. Nếu mà anh chị cô chú thích thì về đây thì có thể thương lượng với lại phần cây vú sữa này, có thể là gia chủ mình có thể là để lại luôn anh chị ha. Để lại hết luôn ha. Có thể thôi, nói chung là cô chú anh chị mình về cứ thương lượng với chủ mình. Đó, anh chị có thể thấy nè, rất là bự luôn anh chị ha. Đó, cây này rất là bự, nhiều năm tuổi rồi.
mấy chục năm tuổi, có khi trăm trăm năm tuổi luôn. À, đặc biệt là cái bất động sản mình nha, đặc biệt bất động sản mình ra tỉnh lộ 329 rất là gần anh chị. À, ra chút xíu là vài trăm mét thôi là ra tỉnh lộ 329 rồi. Tại Đức Minh thì thuộc xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đây anh chị, cái 15 mét đó, mặt tiền của mình đằng sau mình là bên kia ha, đằng xa kia, nói chung là dài ra tới 70 mét mặt tiền, 70 mét ra tới ngoài cổng mặt tiền ngoài kia ha. Đây, sâu vô tới đây nè, và bên này cũng vậy nè. Nói chung là Đức Minh thì ba sổ riêng, sổ 15 mét này riêng ha, và sổ này riêng, và sổ cái 10 mét kia riêng đó. Tổng diện tích là 4.400 mét vuông lận anh chị, 400 thổ cư thì tha hồ mà xây dựng rồi. Mình có thể lên thêm nha, tại vì bất động sản mình thì quy hoạch là quy hoạch đất ở hết toàn bộ. Anh chị muốn lên thêm thì lên thoải mái luôn, theo nhu cầu sử dụng của anh chị thôi. Đây ha, đây ở đây có 15 mét này. Bên này gia chủ mình cũng đã có là làm cổng rào và tường bao hết, hết đứt luôn. Ở cái những cái cây cảnh, cây xanh trước đây cũng là của mình luôn ha. Đó. Nói chung là đất mình thì dài tới đồng kia, đầu cái đường kia lần. Nhưng mà gia chủ mình đã trừa cái phía trước để cho rộng cái đất mình ha, kiểu giống như cái vỉa hè cho đất mình nữa. Cây xanh của mình luôn. Đó. 15 mét là cổng rào từ đây qua đây. Sâu vô tới là gần 70 mét. Cái đường mình thì đi ra đây nè anh chị ha. Đi ra đây gặp một cái đường nhựa ha. Đường nhựa đó mình rẽ bên tay trái là mình đi thẳng ra lại được tỉnh lộ 329. Nói chung là có 200 mét thôi, hình như là 200 mét thôi là ra tới rồi. Ở bên hai bên này thì làm tường bao bằng bằng gỗ anh chị, gỗ trụ tiêu anh chị ha. Nhãn anh chị, nhãn này chắc là nhãn tiêu, có vài cái nhãn. Nói chung là em nghĩ cái bất động sản này thì thời điểm này thì ai cũng vậy thôi, ai cũng muốn là rao cái rao bán cái giá mà muốn bán của chủ mình, chứ cũng không có giá mà đưa lên cái thời điểm này, mà không có đưa lên giá hát trên trời giống hồi trước đâu anh chị. Giá này là giá muốn bán anh chị ha. Rồi. Có chú anh chị nào mà quan tâm tới cái bất động sản này thì liên hệ em nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem thực tế bất động sản này. Rồi em Điền cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em Điền, và thân mến, hẹn gặp lại cô chú anh chị.